Văn học nghệ thuật thị trấn Chư Sê, nơi kết nối những tâm hồn đam mê đồng điệu. Chư Sê là huyện giàu tiềm năng nghệ thuật, con người nơi đây thông minh, thích khám phá, hiền hòa và nghĩa tình. Ở đó có sự đan xen kết nối giữa người dân Bắc Trung Nam với con người Tây Nguyên bản địa để tạo nên một vùng đa văn hóa, phong phú, hài hòa, thống nhất, đầy tính tương hỗ. Văn hóa nghệ thuật đã mang con người lại gần nhau, đoàn kết, tương thân tương ái, không còn ranh giới giữa kinh thượng, ngụ cư bản địa. Qua các tác phẩm văn học nghệ thuật đã góp phần kết nối yêu thương, xóa bỏ các tập tục cổ hủ lạc hậu, đưa những giá trị chân thiện mỹ đến với tầm cao mới. Ngày 9 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thị trấn Chư Sê đã có quyết định công nhận Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật thị trấn Chư Sê có 26 thành viên, trong đó ban chấp hành có 9 thành viên. Buổi lễ ra mắt của câu lạc bộ trong niềm đam mê phấn khởi, cùng quyết tâm xây dựng sân chơi lành mạnh, kết nối những tâm hồn đồng điệu, cùng sở thích đam mê thành một khối xây dựng nên câu lạc bộ ngày càng mở rộng, nâng cao chất lượng nhằm giới thiệu các tác phẩm văn học nghệ thuật huyện nhà đến với bạn đọc gần xa, hình ảnh và nhịp sống thay đổi, phát triển từng ngày của người dân và các doanh nghiệp ở Chư Sê mến yêu, nghĩa tình và hiếu khách. Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn đã thống nhất chủ trương cho phép hoạt động và xã hội hóa kinh phí văn nghệ tập 1 năm 2021 của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật thị trấn Chư Sê đã xuất bản, dày 150 trang, gồm các thể loại thơ, văn, tản văn, bút ký, phóng sự, ảnh nghệ thuật, nhạc, ảnh hội họa, thư pháp và quảng cáo doanh nghiệp. Hôm nay trình làng ra mắt đến toàn thể bạn đọc, đánh dấu một bước thành công tốt đẹp của câu lạc bộ. Với mục tiêu cùng chung sức đẩy mạnh các hoạt động và xây dựng phong trào, tạo sân chơi trí tuệ, lành mạnh cho mọi người trên địa bàn huyện và hướng tới chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Chư Sê ngày 17 tháng 8 năm 1981, ngày 17 tháng 8 năm 2021 và chúc mừng năm mới, năm Tân Sửu. Qua 5 tháng kỳ công tích cực, đội ngũ biên tập, kỹ thuật, mỹ thuật đã dốc sức mình để hoàn thành tập sách đúng với thời gian quy định. Hôm nay, những ngày cuối năm năm 2020, các thành viên câu lạc bộ văn học nghệ thuật thị trấn Chư Sê hân hoan đón chào đứa con tinh thần đầu tiên. Đó là tập san văn nghệ tập 1 năm 2021 của câu lạc bộ văn học nghệ thuật thị trấn Chư Sê. Sự ra đời này đã đánh dấu thêm một bước trưởng thành của câu lạc bộ văn học nghệ thuật địa phương. Bên cạnh các tác phẩm chính của những thành viên trong câu lạc bộ như Hồn quê hương trong lòng người xa xứ của tác giả An Sinh, Sữa của tác giả Lê Ngọc Tâm, Đi dưới bầu trời xanh của tác giả Trần Hồng Vân, Bởi mùa thu của tác giả A Ma Luân hay Men tình của tác giả Tạ Chí Tào, Mục phê bình văn học có tác giả Nguyễn Thế Bính, thì cuốn sách mở đầu này còn có sự góp bút của các nhà văn, nhà thơ tên tuổi trong tỉnh. Có thể kể đến như nhà thơ Văn Thung Hùng, nhà văn Thu Loan, Hoàng Thanh Hương, Nguyễn Đình Phê, nhạc sĩ Lê Xuân Hoang. Ngoài ra, tập san này còn có sự ủng hộ bài viết của lãnh đạo tỉnh và huyện như ông Nguyễn Dũng, nguyên giám đốc Sở Tài chính, ông Trương Thanh Hoài, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Chư Sê, ông Phạm Viết Nghị, phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Chư Sê. Nói như vậy để thấy, văn nghệ tập 1 của câu lạc bộ văn học nghệ thuật thị trấn Chư Sê là đứa con tinh thần quý giá đã được đông đảo mọi người cổ vũ đón nhận. Ấn phẩm đầu tay này là món quà tinh thần
là nhịp cầu để các thành viên trong câu lạc bộ giao lưu, kết nối với những người yêu văn học nghệ thuật ở trong và ngoài huyện. Câu lạc bộ văn học nghệ thuật thị trấn Chư Sê sẽ nỗ lực duy trì đều đặn ấn phẩm này để tạo sân chơi lành mạnh cho các hội viên, đồng thời nhân rộng hơn nữa phong trào văn học nghệ thuật của địa phương.